Chào các bạn ạ. Hôm nay là thứ tư ngày 22 tháng 5. Thời tiết ở thành phố Đà Nẵng mình có nhiều nhiều mây các bạn này. Có mưa lác đác một vài nơi. Trời thì nó mát mẻ hơn. Buổi chiều thông thường có những cơn mưa giông. Để cập nhật gửi đến với các bạn một vài thông tin về thị trường tí à. Nãy mình xem lại thì thị trường các nước cũng bình thường, cũng không có gì biến động lớn. Vàng thì hiện bây giờ đang leo có mức khá là cao đó các bạn. Tuy nó vẫn chưa bằng ngày hôm qua nhưng mà hiện bây giờ vẫn leo có mức cao 2.425 đô. Còn về thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta ngày hôm qua có một phiên rút chân đó, tiền vào 24.000 tỷ đồng. Có một cái điểm trừ đó là khối ngoại ngày hôm qua người ta bán trên 700 tỷ, còn khối tự doanh người ta bán hơn 500 tỷ. Đây là một trong những động thái mà chúng ta cũng phải hết sức lưu ý. Có ngồi người ta bán ròng rã mấy tháng trời, tính ra từ đầu năm bây giờ người ta rút ròng ra khỏi thị trường lên đến 26-27.000 tỷ rồi đó. Chưa biết người ta bán xong rồi người ta mua lại hay là không, thì bây giờ vẫn chưa thấy động tĩnh nào hết. Cứ ngày người ta rút ra 500, 700, rút ròng rã như vậy, số tiền bây giờ cũng rất là lớn rồi. Chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường các bạn. Chúng ta hãy tưởng tượng trường hợp mà họ dừng bán thôi chứ đừng có nói chuyện người ta mua, thì nó cũng đã đỡ áp lực đi rất là nhiều rồi. Khối tự doanh thì có mua có bán nhưng mà phần đa là họ bán cũng nhiều. Ở những cái thời điểm mà thị trường nó đang ở cái vùng giá cao các bạn ạ, mà các tổ chức lớn người ta bán ra thì cũng phải hết sức lưu ý. Họ đã có lợi nhuận rồi người ta thực hiện chốt lời. Còn các nhà đầu tư cá nhân chúng ta mua vào tại thời điểm này cũng phải hết sức cân nhắc và theo dõi bám sát thị trường. Nếu như mà nó có biến là phải rút chân ra thật là nhanh. Họ chạy thì mình cũng chạy theo chứ còn mình đừng có đứng lại. Mình không làm anh hùng trên thị trường này được đâu. Khi các tổ chức lớn người ta hò nhau người ta bán là người ta rủ thị trường kinh khủng đó. Nhỏ lẻ lên bao nhiêu là chết hết. Không thể xung phong lên được. Tàn sát kinh khủng lắm các bạn. Anh em đã chứng kiến những cái năm 22 á, rất kinh khủng. Tưởng tượng anh em đầu tư cá nhân giống như những chiến sĩ Khổng Tử đó à, nhưng mà lên bao nhiêu là chết bấy nhiêu hết, kinh lắm. Đoạn này mình nghĩ rằng nó sẽ có một cái đợt điều chỉnh nhẹ nhẹ gì đó rồi đi lên là thôi, chứ còn bây giờ không có cái tin gì để làm cho thị trường sập hết. Những biến cố lớn của thế giới thì cơ bản nó vẫn đang diễn ra hàng ngày đó. Chiến tranh Nga và Ukraine rồi chiến tranh Israel-Hamas. Đợt vừa rồi tổng thống Iran bị rơi máy bay chết thì cái đó cũng không liên quan gì đến các nước nhiều. Đó, nhìn chung thế giới thì không có biến động gì lớn các bạn. Sắp đến đây chúng ta sẽ biết được cái biên bản cuộc họp của Fed đó. Sẽ công bố vài ngày đến đây chúng ta sẽ có thông tin để coi thử là các chủ tịch Fed ấy, người ta phát biểu ý kiến như thế nào. Với tình hình CPI của Mỹ hạ nhiệt, rồi các chỉ số như việc làm nó không còn tăng trưởng mạnh như những tháng trước.
Kinh tế Mỹ có khả năng suy giảm thì xác suất rất là cao là trong năm nay á, Fed sẽ có những đợt hạ lãi suất. Hiện bây giờ những cái dự báo được đánh giá là hạ lãi suất đầu tiên sẽ rơi vào tháng 9. Đó là kỳ vọng của các nhà đầu tư. Còn tình hình trong nước thì ổn thôi chứ cũng không có vấn đề gì quá lớn các bạn. Về thượng tầng kiến trúc ở trên thì chúng ta biết là thứ hai ngày 20 rồi thì đã bầu chủ tịch quốc hội rồi, ông Trần Thanh Mẫn 62 tuổi làm chủ tịch quốc hội nhiệm kỳ 21-26. Còn ngày hôm qua là đã bỏ phiếu miễn nhiệm bộ trưởng bộ công an rồi, ngày hôm nay làm thêm thủ tục bổ nhiệm chủ tịch nước nữa là coi như chúng ta đã đầy đủ tứ trụ. Bộ máy sau khi hoàn chỉnh bổ sung thì mọi thứ nó sẽ ổn định thôi. Chứ còn bây giờ đi tiếp khách nước ngoài mà không có ai tiếp hết trơn, không có chủ tịch nước sao tiếp. Đó, chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia mà. Tổng thống hay là quốc vương của các nước sang thì chủ tịch nước phải là người tiếp đón. Nó ngang hàng. Chứ phó chủ tịch nước vẫn không tiếp được các bạn. Đó là nghi lễ của quốc gia, phải ngang hàng với nhau. Hy vọng rằng bộ tứ này tiếp tục lãnh đạo cho hết nhiệm kỳ đến năm 2026 chứ đừng có ngã người giữa đường mày lát, tốn nhiều thời gian cho phần trung ương các bạn ạ, làm đình trệ nhiều công việc khác. Đó, công tác nhân sự các bạn biết là để chọn người rồi quy hoạch rồi bào bán tốn nhiều thời gian lắm. Còn về đầu tư thì những người đầu tư lĩnh vực nào thì chuyên tâm lĩnh vực đó thôi. Ngày hôm qua mình thấy có đại biểu quốc hội nói về thị trường vàng cũng khá là quyết liệt đó. Có đại biểu quốc hội phát biểu ý kiến là chúng ta không nên dùng cái tiền ngoại hối để nhập vàng về, không nên làm những cái việc như vậy, và vì đô la là để nhập những cái thứ khác, máy móc thiết bị hàng hóa vật tư để phục vụ cho cái việc sản xuất và xuất khẩu chứ không có nhập vàng. Tại vì nhập vàng tính ra là để phục vụ cho cái việc kinh doanh đầu cơ gì đó thôi, chứ còn vàng nó đâu giúp gì cho kinh tế phát triển đâu. Vàng chỉ có hai cái việc chính. Thứ nhất là nguyên vật liệu cho một số cái thiết bị máy vi tính đó, điện tử đó. Thứ hai là trang sức. Ảnh chỉ có như vậy thôi chứ còn ảnh không làm ra cái gì hết. Còn bà con mua là mang tính chất phòng thủ, vì vàng có một cái đặc tính rất là cơ bản, đó là tính trao đổi, tính thanh khoản của nó rất là cao. Ôm vàng đi đâu thì bán vẫn được hết, ý là như vậy. Đại biểu quốc hội nói rằng trường hợp mà quả không nở là có khả năng là cấm bán vàng luôn cũng được, không sao cả. Chứ còn thị trường vàng của chúng ta hiện bây giờ thực tế mà nói là nó không đi đúng thị trường. Bây giờ nhà nước vẫn độc quyền có việc kinh doanh vàng, rồi việc nhập khẩu vàng chúng ta đã cấm hơn 10 năm nay rồi. Vàng vào Việt Nam chủ yếu là vàng Lào. Còn vàng mà chúng ta mua bán trao đổi qua lại với nhau chủ yếu là vàng trong nước, cũng có chừng đó thôi. À, đợt vừa rồi có văn bản thanh tra tình hình kinh doanh vàng của một số ngân hàng và các doanh nghiệp vàng các bạn nè. Cho nên thị trường cũng hạ nhiệt bớt phần nào đó.
Mà nói các bạn không thanh tra với thanh tra lẫn lò ra cả một đống luôn. Thế nào cũng dính mấy cái ông mà nhập khẩu vàng lậu. Những cái doanh nghiệp lớn hay là những cái doanh nghiệp mà trung trung quá trời của đất luôn. Làm gì cho thấy. Có một thông tin gửi đến với các bạn nữa là mình cũng mới cập nhật đây là tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các bộ ngành hiện bây giờ vẫn còn nan giải lắm các bạn. Một số bộ hiện bây giờ là chưa giải ngân đồng nào luôn. Theo giải trình báo cáo của họ là khó khăn nhiều món, đặc biệt trong đó có cái món gọi là thẩm định giá. Thẩm định dự toán, thẩm định giá bây giờ là vướng tùm lum ấy. Nhiều cái dự toán mà gửi đến các đơn vị thẩm định giá là người ta không có thẩm định nữa, không có đơn vị nào thẩm định giá hết thì chịu bó tay. Nó các bộ mà nó cũng vướng như vậy, hỏi gì ở dưới này nó không vướng. Các bộ là những cái đào tạo, những cái anh mà xây dựng cơ chế chính sách là từ ảnh, chứ còn dưới địa phương này chủ yếu là thực hiện thôi. Mà ảnh còn vướng như vậy thì hỏi các bạn là sao mà ở dưới địa phương là nó không kêu ca được. Đợt vừa rồi nó lôi ra một số cái vụ án các bạn nè, liên quan đến mấy anh thẩm định giá. Mấy anh thẩm định giá này là anh bắt tay với anh chủ đầu tư á đó. Thẩm định giá đưa lên cao, bây giờ công an cảnh sát điều tra nó vào nó lột cũng bắt mấy anh, trừ anh nào cũng rung hết. Báo giá bây giờ họ cũng đưa luôn là cái thôi. Bây giờ làm tư nhân với nhau họ làm, chứ còn làm với cơ quan nhà nước đưa báo giá họ cũng đưa luôn. Tình hình của chúng ta là như vậy đó. Nếu như không có giải pháp kịp thời là có việc mà giải ngân vốn đầu tư công của chúng ta cứ ì ài vậy, nó không phát huy được cái nguồn vốn chủ lực của chính phủ. Trong những thời điểm như thế này là nguồn vốn đầu tư công nó quan trọng lắm, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng, tạo công ăn việc làm, là có vốn mồi cho các nguồn vốn xã hội khác người ta tham gia theo. Mà bây giờ mấy ảnh ách tắc nó dừng lại như vậy thì cũng thật là khó. Là các bạn biết là những quy định về đầu tư của ngành điện các bạn này nó có nhiều vấn đề mà các chủ đầu tư bây giờ họ cũng đang rất là kêu ca. Thì trước đây chúng ta có những cái chính sách khuyến khích để họ xây dựng điện gió, điện năng lượng mặt trời sau này hòa vào lưới điện quốc gia rồi các bạn này. Đó, nhưng mà trừ những cái trường hợp đó không hòa điện được, trong khi người ta bỏ ra một đống tiền người ta xây dựng. Đã như vậy rồi thì phải có chính sách gì để cho họ có thể trực tiếp bán điện cho người dân hay là doanh nghiệp, có cái chỗ đầu tư lớn người ta mua bán qua lại với nhau. Chúng ta cũng chưa làm được việc đó. Vì vậy mà nhà nước của chúng ta cũng cần phải xem xét lại các chính sách, các cái định hướng. Khi đưa ra cái định hướng thì phải có sự xuyên suốt từ đầu đến cuối, phải tháo gỡ cho doanh nghiệp. Một số anh doanh nghiệp cũng làm sai nhưng không phải làm đúng đâu, cầm đàn chạy trước ô tô nên bây giờ cũng có chỗ để người ta bắt bí bắt lẽ mình đó. Rồi ngày nay có một vài câu chuyện nói với các bạn như vậy thôi. Ba chào các bạn ạ. À.